Nga cấp tín dụng mua vũ khí, đẩy mạnh công tác thiết kế thử nghiệm với Việt Nam. Thông tin này do ông Alexander Mikiev, tổng giám đốc tập đoàn Rosoboronesport, chia sẻ với hãng thông tấn Sputnik. Phát biểu trong khuôn khổ triển lãm hàng không quốc tế vũ trụ Mars 2017, ông Alexander Mikiev cho biết, trong những năm gần đây, Moscow đã dành cho Hà Nội gói tín dụng nhà nước để mua sắm các phương tiện kỹ thuật hải quân và xe bọc thép. Đây là thông tin không gây bất ngờ vì Nga vẫn có truyền thống cung cấp tín dụng cho các đối tác thân quen tại châu Á hay châu Mỹ Latin để mua sắm vũ khí do mình sản xuất, như một hình thức kích cầu tiêu dùng. Đáng chú ý hơn nữa là khác với nhiều quốc gia Âu Mỹ, Moscow thường chấp nhận hình thức thanh toán đổi hàng. Quốc gia nhận khoản vay sẽ trả chậm bằng dầu mỏ, hàng dệt may hay nông sản, chứ không phải bỏ tiền mặt. Ngoài ra, ông Mikiev còn nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng phát triển công tác thiết kế thử nghiệm cùng với Việt Nam. Ông cho biết, chúng tôi quan tâm đến việc tạo lập một trung tâm nhiệt đới ở Cam Ranh. Chúng tôi đã giới thiệu với các đối tác Việt Nam về dự án lớn an ninh đô thị và sẵn sàng đi tới thỏa thuận nội dung chi tiết về vấn đề này. Việc hợp tác phát triển sáng chế vũ khí với Việt Nam được cho là sẽ giúp Nga tiếp cận tốt hơn các thị trường tiềm năng tại châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà trang bị quốc phòng sản xuất tại xứ lạnh phải được sửa đổi sao cho phù hợp điều kiện hoạt động tại vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Theo nhiều báo cáo, hiện nay, Việt Nam đang nghiên cứu sản xuất tên lửa hành trình chống hạm KCT-15 dựa trên thiết kế KH-35 Uran-E hay tên lửa phòng không vác vai TL-01 phiên bản của SA-16. Kết thúc buổi phỏng vấn, ông Mikiev đã nói, hiện nhiên chúng tôi có những lưu ý nghiêm túc từ phía Việt Nam. Tôi hy vọng rằng sau khoảng tạm ngưng nào đó, chúng ta sẽ nhận được các dự án công suất mạnh hơn những đề án đã thực hiện trước đây. Với diễn biến này, có cơ sở để kỳ vọng rằng trong tương lai gần, Việt Nam và Nga sẽ khởi động những dự án công suất lớn liên quan tới chủ đề quốc phòng nhằm mang lại lợi ích cho cả đôi bên, củng cố sâu sắc mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Nếu F-35E Israel liều lĩnh lọt vào bẫy hỏa lực của tên lửa S-400 ở Syria sẽ tàn sát. Quý vị thính giả thân mến, máy bay chiến đấu Israel tiến hành không kích sân bay quân sự Syria nằm ở phía tây thủ đô Damascus, phá hủy nhiều mục tiêu. Có thông tin cho rằng thực hiện hành động này, lần này đó chính là F-35E mà Israel mới nhận. Nếu thông tin này đúng thì đây sẽ là lần thực chiến đầu tiên của loại máy bay này. Trước đó, từng có nguồn tin cho rằng Nga đã triển khai tên lửa phòng không S-400 tại Syria. Vì vậy, giữa F-35E và S-400 liệu có xảy ra cuộc đối đầu không thực sự thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, tác giả bài viết cho rằng khả năng xảy ra sự đối đầu này là không lớn. Đầu tiên, không quân Israel mới nhận chiến đấu cơ F-35, vì vậy tính năng khả thi của việc sớm đưa nó vào tác chiến với quy mô ồ ạt là không lớn. Trong khi đó, S-400 của Nga chủ yếu triển khai ở Latakia, dùng để bảo vệ căn cứ không quân và hải quân của Nga tại Syria, khoảng cách theo đường thẳng giữa Latakia và Damascus hơn 300 km. Đối với hệ thống tên lửa phòng không như S-400, khoảng cách phát hiện mục tiêu của nó bị giới hạn bởi đường cong trái đất, sóng điện radar băng tần ngắn gần như truyền trên một đường thẳng. Mà trái đất là hình tròn, cho nên radar không thể tìm thấy mục tiêu dưới đường chân trời. Vì vậy, từ radar đường chân trời có thể thấy S-400 ở Latakia chỉ có thể phát hiện mục tiêu ở độ cao 5.000m trở lên tại Damascus. Chiến đấu cơ Israel chỉ cần bay dưới độ cao này là có thể tránh được sự tìm kiếm của radar Nga. Ngoài ra, theo một số nguồn tin, S-400 của Nga triển khai ở Syria hiện nay trang bị tên lửa 48N6DM có tầm bắn chỉ có 250 km, từ Latakia vẫn không thể bắn đến Damascus. Tài liệu liên quan cho thấy tên lửa phòng không S-400 có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. Cụ thể, diện tích phản xạ radar RCS của đầu đạn hình nón trên tên lửa đạn đạo chiến thuật chỉ từ 0,1 đến 0,4m², còn nhỏ hơn so với RCS 0,5m² theo một số nguồn tin của chiến đấu cơ tàng hình. Do vậy, tên lửa phòng không S-400 một khi đã diệt được tên lửa đạn đạo thì hoàn toàn có thể đánh chặn mục tiêu tàng hình. Tuy nhiên, RCS của mục tiêu tàng hình giảm thì khoảng cách phát hiện mục tiêu của radar cảnh giới nhìn vòng và radar chiếu xạ của tên S-400 cũng sẽ giảm theo và đường chân trời sẽ ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả đánh chặn của tên lửa. Để nâng cao khả năng tấn công mục tiêu tàng hình của S-400, Nga sử dụng radar cảnh giới 96L6 như là một thành phần không thể thiếu của tổ hợp tên lửa này. Radar nhìn vòng 96L6 hoạt động ở băng tầng C, bởi vì xử lý của nó có thể nhảy tần số cho khả năng kháng nhiễu cao và phân biệt mục tiêu trong môi trường lộn xộn tốt. Ngoài ra, thiết kế anten mạng pha còn có khả năng lái chùm tia cơ khí ở góc phương vị và lái chùm tia điện tử về độ cao. 96L6E phát hiện đường các vật thể bay với đầy đủ 3 tham số, cự ly, phương vị và độ cao. Ưu điểm vượt trội của 96L6E là khả năng
bắc thấp và rất thấp. Đây là tính năng quan trọng trong việc phát hiện tên lửa, đường đạn chiến thuật, chiến dịch và tất nhiên là cả máy bay tàng hình nữa. Trong chế độ bắc thấp, vận tốc mục tiêu giới hạn từ 30 đến 1.200 m một giây. Bên cạnh đó, 96L6E còn có chế độ chuyên tìm kiếm ở độ cao thấp, với khả năng bao quát 360 độ trong vòng 6 giây, góc phương vị từ 3 cho đến 1,5 độ. Ở chế độ này thì vận tốc mục tiêu giới hạn là từ 50 cho đến 2.800 m một giây. Radar 96L6E có khả năng phát hiện đồng thời 100 mục tiêu, tầm trinh sát tối đa 300 km. Có thông tin cho rằng radar này đã triển khai đến Syria. Điều này cho thấy Nga tương đối coi trọng việc cảnh giới của lực lượng đóng tại Syria đối với máy bay tàng hình. Tuy nhiên, radar nhìn vòng và chiếu xạ có thể nhìn thấy F-35I không có nghĩa là có thể đánh chặn được nó. Vì đầu tự dẫn của tên lửa cũng là một vấn đề khi cự ly sục sạo, bám khóa mục tiêu của chúng ở pha cuối khá là hạn chế. Đối với chiến đấu cơ thế hệ 3 cũng chỉ khoảng 30 km. Như vậy, khoảng cách bám khóa đối với mục tiêu tàng hình của đầu tự dẫn trên tên lửa là dưới 15 km, thậm chí còn ít hơn, và hầu hết thời gian trong quỹ đạo bay đều phải nhờ radar chiếu xạ cung cấp chỉ lệnh dẫn đường, dễ bị gây nhiễu. Từ đây có thể thấy tên lửa S-400 có khả năng đánh chặn chiến đấu cơ F-35I nhất định, nhưng khoảng cách đánh chặn của nó giảm đáng kể, chỉ có thể bao phủ Latakia và khu vực gần nó. Cho nên chỉ cần Israel không chủ động tấn công Latakia, Nga không thể tiến hành đánh chặn. Trên thực tế, có thông tin cho rằng Nga và Israel từng đạt được hiệp định không can thiệp vào hành động của nhau tại Syria, cho nên cảnh tượng F-35 đối đầu với tên lửa S-400 tạm thời vẫn không thể xảy ra. Tướng Iran toàn bị hệ thống S-300 PMU-2 trực chiến. Theo hãng thông tấn Fars, cuộc duyệt binh ngày quân đội Iran được tổ chức tại thủ đô Tehran, sự tham gia của đại diện toàn bộ các lực lượng quân sự, cùng với dàn vũ khí hùng hậu bao gồm xe tăng, phương tiện bọc thép và thiết bị bay không người lái, máy bay chiến đấu và các hệ thống phòng không. Đặc biệt trong số này là hệ thống S-300 PMU-2 mới được tiếp nhận từ Nga. Phát biểu trong sự kiện này, tướng Farzad Esmaili cho biết, ngay khi được tiếp nhận hoàn chỉnh, toàn bộ hệ thống S-300 đã tham gia trực chiến và sẵn sàng làm nhiệm vụ. Để vũ khí tối tân này trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất, S-300 PMU-2 sẽ được thường xuyên sử dụng trong hệ thống phòng thủ và tập trận của quân đội Iran. Hệ thống này sẽ được kiểm tra đầy đủ các kỹ năng trong tác chiến, tướng Farzad Esmaili tuyên bố. Được biết, đầu tháng 3 năm 2017, các đơn vị thuộc quân đội và lực lượng vũ trang cách mạng Iran thực hiện cuộc tập trận quy mô lớn và lần đầu thử hệ thống tên lửa đất đối không S-300 mới mua của Nga. Tướng Farzad Esmaili, chỉ huy căn cứ không quân Khatam al-Anbiya nhấn mạnh, S-300 mà Nga mới chuyển giao cho Iran đã chính thức khai hỏa và diệt thành công mục tiêu trong cuộc tập trận này. Hồi đầu tháng 12 năm 2016, đại sứ Iran tại Nga, ông Mehdi Saneh tuyên bố rằng Moscow đã hoàn tất bản hợp đồng chuyển giao tên lửa cho Tehran. Ông Saneh cũng tiết lộ rằng S-300 được đồn trú tại căn cứ không quân Khatam al-Anbiya của Iran. Hãng tin Sputnik dẫn lời chuyên gia phân tích chính trị và an ninh Iran, ông Abuza Bakeri phân tích rằng với S-300, Tehran đã lấp được một khoảng trống trong hệ thống phòng không của nước này. Ông Bakeri cũng bổ sung rằng, từ thời điểm này, hệ thống phòng không S-300 sẽ thường xuyên xuất hiện trong các cuộc tập trận và diễu binh của Iran. Thiếu tướng Farzad Esmaili trước đó cho biết, toàn bộ các hệ thống S-300 mà Iran mua của Nga sẽ được đưa vào hoạt động toàn diện trong cuối năm nay, theo lịch Iran, nghĩa là đến ngày 20 tháng 3 năm 2017. Lô hàng hệ thống phòng không S-300 đầu tiên của Nga đã được chuyển đến cho Iran từ hồi đầu tháng 4 năm 2016. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Iran sau đó đã đưa một phần thiết bị của hệ thống này, cụ thể là radar, ra trình diễn tại một cuộc diễu binh quân sự kỷ niệm ngày quân đội quốc gia ngay sau đó. Theo nguồn tin quân sự Nga, Iran được cung cấp phiên bản S-300 PMU-2 Favorite, vốn dự kiến ban đầu được cung cấp cho Syria. Đây là phiên bản nâng cấp mới nhất của gia đình S-300 PMU, phiên bản dành cho lực lượng phòng không không quân. Ra mắt năm 2007, S-300 PMU-2 với đạn tên lửa 48N6E2 cho phép bắn hạ các mục tiêu ở khoảng cách là 150 đến 195 km. Đặc biệt, phiên bản S-300 này còn có khả năng đánh chặn các dòng tên lửa đạn đạo chiến thuật ở khoảng cách 40 km và ngăn chặn được tên lửa tiếp cận với tốc độ tới 2,8 km/giây. Sức mạnh súng thay thế PM-63 của đặc công Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, dù có tốc độ bắn là 650 phát một phút, tầm bắn hiệu quả 100.150m, nhưng khẩu PM63 Ba Lan viện trợ Việt Nam cần được thay bằng những dòng súng hiện đại hơn. Tiểu liên kiểu 63 hay PM63 do Ba Lan phát triển từ những năm 1950-1960. Trong kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam được Ba Lan viện trợ một số tiểu liên PM63 và chủ yếu trang bị cho các đơn vị đặc công biệt động dưới tên gọi P63.
Súng dùng cỡ đạn 9x18mm, hộp tiếp đạn 15-25 viên, tốc độ bắn 650 phát một phút, tầm bắn hiệu quả 100-150m. Dù vấn đề sức mạnh nhưng khẩu súng này không còn thích hợp trong tác chiến hiện đại. Vì vậy lực lượng đặc công Việt Nam đã thay thế bằng dòng súng hiện đại hơn do Israel sản xuất. Súng tiểu liên Micro Uzi được sản xuất bởi Israel, được cho là một trong những khẩu súng nổi tiếng nhất thế giới. Khẩu súng này có thể được trang bị thêm nhiều phụ kiện, trong đó có ống giảm thanh nhằm đảm bảo bí mật khi chiến đấu. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, tiểu liên Micro Uzi có tốc độ bắn 600 viên một phút, tốc độ đạn 400m một giây, tầm sát thương hiệu quả trong vòng bán kính 200m. Súng tiểu liên Micro Uzi sử dụng cỡ đạn 9x19mm, hộp tiếp đạn có thể tùy chọn từ 25-40 viên, hộp tiếp đạn được thiết kế gắn vào tay cầm như kiểu súng lục. Điều này giúp người sử dụng dễ dàng thay hộp tiếp đạn trong điều kiện đêm tối theo nguyên tắc bàn tay tìm thấy bàn tay. Súng có gắn một chút an toàn nhằm tránh trường hợp bị cướp cò. Sự thành công của Micro Uzi đến từ góc độ hiệu quả và chi phí. Tương tự như trường hợp của AK-47, súng tiểu liên Micro Uzi rất thích hợp cho những nhiệm vụ như chống khủng bố, chống bắt cóc, tống tiền chiến đấu trong địa bàn hẹp như là khu dân cư hay trung tâm thành phố. Việt Nam tiếp tục mua Petora 2T từ Đông Âu. Quý tín giả thân mến, thời gian gần đây, lực lượng phòng không của Việt Nam tiếp tục được đầu tư để tiến thẳng lên hiện đại. Trong khu vực Đông Nam Á, phòng không Việt Nam được đánh giá là lực lượng số 1, không chỉ bằng những kinh nghiệm phong phú thu được trong quá khứ, mà hiện nay lực lượng này còn đang được đầu tư hiện đại hóa rất mạnh. Việt Nam đã đưa vào biên chế các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa như S-300 BMU-1, tầm trung, ngắn, Spider, MRSR, cùng các loại radar cảnh giới hiện đại có xuất xứ từ Nga, Israel hay châu Âu. Thậm chí còn có nhiều dự báo cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục đặt hàng Puk M2, MRSAM hay thậm chí là S-350 Fistias. Nhưng thật bất ngờ, theo số liệu được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm CIPRI công bố, Việt Nam lại đang mua gom các tổ hợp Petora 2T đã lạc hậu từ Đông Âu. Cụ thể, trong báo cáo năm 2015, CIPRI công bố Việt Nam và Nga đã ký hợp đồng đặt mua 3 tổ hợp Petora 2T vào năm 2008. Chúng đã được chuyển giao đầy đủ trong 2 năm 2014-2015. Tuy nhiên, sang năm 2016, CIPRI đã cập nhật lại báo cáo của mình và cho biết thực chất đó là hợp đồng Việt Nam ký với Cộng hòa Belarus. Cho tới hết năm 2016, số bộ khí tài Petora 2T được mua gom đã lên tới con số 5. Các tổ hợp Petora 2T này được mua về để tiếp tục nâng cấp lên chuẩn Petora 2TM. Hiện tại mặc dù đã đưa vào trực chiến một vài tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại, nhưng số lượng như vậy vẫn là chưa đủ với một quốc gia trải dài như Việt Nam. Thêm vào đó, nhiều tổ hợp S-75 Divina SA-2 cũng đã hết hạn sử dụng, buộc phải có người kế nhiệm. Trong các ứng viên có lẽ giai đoạn trước mắt không ai xứng đáng hơn Petora 2TM. Vì vậy sau khi nâng cấp số có trong trang bị, Việt Nam lại tiếp tục mua gom từ Đông Âu để bù vào khoảng trống. Với tầm bắn tối đa 35,4 km, tiêu diệt được mục tiêu trong dải độ cao 20-25.000m, sử dụng hai kênh điều khiển để bắn hạ hai đối tượng trong cùng lúc ở tốc độ bay tối đa 900m trên giây. Với xác suất 92% khi chỉ sử dụng một đạn duy nhất có khả năng kháng nhiễu điện tử cao, thời gian triển khai và thu hồi ngắn, Petora 2TM được dự báo sẽ không bị lạc hậu trong ít nhất 10 năm tới. Ngoài ra, giá thành một quả đạn tên lửa V-600 của tổ hợp Petora 2TM rẻ hơn rất nhiều so với đạn Python 5, Turbine của Spider hay 9M317 của Puk. Do vậy, việc Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào Petora 2TM để tiếp tục mua đồ cũ mang về nâng cấp là hoàn toàn hợp lý. Chúc mừng tiêm kích đa năng Su-30SME vừa có khách hàng đầu tiên. Quý vị thính giả thân mến, theo trang điện tử về quân sự pdmilitary.com, một máy bay tiêm kích đa năng Su-30SME mà Nga tích cực giới thiệu gần đây đã có khách hàng đầu tiên. Trang tin quân sự nói trên của Bangladesh hé lộ rằng không quân nước này đã nhất trí những điều khoản hợp đồng với công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboro Export về việc đặt mua 8 chiếc tiêm kích đa năng Su-30SME thế hệ mới trên cơ sở tiêm kích Su-30SM nội địa của Nga. Ngoài ra, hợp đồng còn có điều khoản phụ là Bangladesh được quyền lựa chọn mua thêm 4 chiếc nữa. Thông tin về hợp đồng này cũng được một đại diện giấu tên của công ty chế tạo vũ khí nhà nước Nga Rostec xác nhận. Như vậy, sau nhiều nỗ lực quảng bá, dòng tiêm kích đa năng Su-30SME dường như đã giành được khách hàng đầu tiên.
Năm ngoái, việc Su-30 SME xuất hiện tại triển lãm Singapore Air Show 2016 đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của không những nhiều đoàn đại biểu quân đội cấp cao của các quốc gia mà còn cả khách tham quan. Năm nay tại Lima 2017 đang diễn ra tại Malaysia từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 3 2017. Một lần nữa, Su-30 SME lại xuất hiện với kỳ vọng rất lớn là chinh phục được không chỉ những khách hàng quen thuộc ở Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Myanmar và bây giờ quả ngọt đầu tiên đã xuất hiện. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.